Xin chào tất cả anh em. Đây là AVM phiên bản 2020 xịn sò nhất từ trước tới nay. Xịn sò từ hộp, nuột như những con hàng airsoft cao cấp. Anh em có thể thấy ở đây đó là body ni lông cực kỳ cứng cáp và băng đạn, báng có thể gập. Vô cùng chắc chắn. Tiếp theo đó là scope X16 có thể tinh chỉnh. Nòng súng full ni lông, ống dẫn đạn bằng nhôm dài 50cm, rêu, hỏa mao đều là ni lông hết. Ống dẫn đạn và bộ phận quan trọng nhất, linh hồn của khẩu súng, ghìa bóc với rất nhiều chi tiết kim loại. Ngoài ra, anh em được thêm một gói đạn xịn dai 10.000 viên và tặng lò xo 1.2 để tăng lực bắn. Hai phiên bản cũ thì AVM 2020 sở hữu tất cả các nâng cấp cực kỳ đáng giá. Chiều dài lên tới 130cm và trọng lượng là 2,4kg. Body có chất liệu ni lông đặc và dày, được phủ một lớp cao su non, tạo cảm giác cực kỳ mịn màng. Toàn bộ ốc trên thân súng theo chuẩn lục giác, chắc chắn, bền bỉ. Lẫy gập bán linh hoạt, tiện lợi. Rất nhiều chi tiết kim loại như lẫy kéo cò, bộ chuyển động, chân đế. Băng đạn được thiết kế chạy pin với khả năng tiếp đạn cải thiện đáng kể. Phần cây má được điều chỉnh để phù hợp với từng người. Khi anh em chơi với AVM phiên bản 2020 nên thay sang lò xo 1.2 sẽ mạnh lên đáng kể. Bunnot Team sẽ thay miễn phí cho anh em.
Trong thời gian tới sẽ về thêm hốc ấp để tăng thêm độ chính xác cho đường đạn. Các anh em hãy bình luận ở phía dưới có thích hay không. Cảm ơn các anh em đã theo dõi và ủng hộ Monotim. Nhấn chuông để theo dõi những sản phẩm mới nhất của Monotim trong thời gian tới. Xin chào.